Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên đánh giá, review các cái xe đạp thể thao chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ đánh giá chi tiết cho các bác chiếc xe đạp Gian XTC860. Dòng này là để mà nói thì nó cứ số cao hơn thì nó tốt hơn, ở dòng Gian nó sẽ cấu hình rất ngon hơn các bác nhá. Thì nó sẽ ngon hơn XTC800 ấy. Là XTC860, bây giờ em sẽ đi vào quay chi tiết cho các bác xem chiếc xe đạp này. Xe này là có trang bị bánh 27,5 cho nên trên khung có đề là 27,5. Size của chiếc xe là size S. Đấy, phù hợp cho các bác từ 1m6 cho đến 1m72. 1m6 cho đến 1m72. Về phần sơn của chiếc xe này, màu sơn là màu sơn xám, ghi xám. Điểm xuyết màu trắng. Về cơ bản tổng thể thì không có vết xước nào gọi là đáng kể, ở đây có một cái vết nhỏ nhỏ ở số 2 thôi. Đấy, còn đâu là sơn zin nguyên bản hết. Đã khá là mới, đa phần là khá là mới. Xe được trang bị bộ chuyển động Shimano Deore. Đùi trục rỗng Shimano Deore. Gạt đĩa Shimano Deore các bác nhé. Đây phần yên của chiếc xe. Nó hơi bị bạc sơn chỗ này, còn đâu không có chỗ nào rách cả. Sóc dầu thủy lực Mayer Gian nguyên bản theo xe. Bánh là bánh 27,5. Một số bác thì rất là thích đi 27,5 bởi vì đi nó êm hơn các cái bánh khác. Vành là vành Italy Design. Italy Racing. Đó. Mà riêng cái dòng 820 này nó được trang bị đĩa to, đĩa phanh trước là to hơn hẳn với cái dòng 800 các bác nhé. Nên là hiệu quả phanh nó ngon, tốt hơn một tí. Phanh dầu Techo Draco, tay bấm chuyển số Shimano Deore, ghi phốt hãng Gian hết. Từ cái lòng đen luôn. Bây giờ em sẽ vào đo size. Và cái dòng Gian này khả năng không cần đo size đâu, size S phù hợp cho các bác từ 1m6 cho đến 1m72, nó tầm trung đấy. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán, tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhá. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả, để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác, mời các bác tiếp tục xem video. 8m72. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chuyển động của chiếc xe. Con này chuyển số rất là mượt mà các bác nhé. Được trang bị củ đề Shimano Deore, gạt đĩa Shimano Deore, tay bấm Deore. 10 lít 3 đĩa, em lên đi lít này. Đấy, phát nào ra phát đấy. Các bác leo núi leo địa hình thoải mái luôn. Xuống này. Đấy, các bác thấy chuyển số mượt mà. Phát nào ra phát đấy, đĩa này. Chuyển số rất êm nha các bác nhá. Con này mà dành cho các bác mà đi địa hình hoặc là đi thong dong leo núi là rất êm, bánh 275. Số má bấm phát nào lên phát đấy, cực ngon. Mày ơi, cực bon. Vâng,
Xe XTC 860 được trang bị bộ chuyển động Shimano DR bánh 275. Có giá rất tốt bên em là 10 triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền. Các bác nào quan tâm hãy nhắn Zalo trên số điện thoại màn hình 0975709943 để bên em tư vấn trực tiếp. Và ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe mới khác em đăng lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp.